Vâng, và xin chào các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Bờm Audio. Thì ngày hôm nay cũng rất là lâu rồi và rất là mong đợi về hàng. Thì hôm nay nhà em đã về cho các bác thêm một cái bộ dàn loa bằng gỗ. Như các bác đã biết là gì, các dòng loa bằng gỗ của JVC thì có những dòng cơ bản như là JVC HR5 này, HR7 này, HR9 này. Và cái dòng cao cấp nhất, dòng gọi là hiếm nhất cũng như là được mọi người yêu thích cũng như là sưu tầm nhiều nhất, đó là dòng JVC HR11. Tuy nhiên là cái số lượng nó rất là hạn chế. Đây là bản Premium và bản này người ta sản xuất hạn chế. Do đó là gì? Một là cái việc sở hữu nó rất là khó, hai là cái mức giá rất là cao các bác nhá. Và những cái bộ mà thường xuyên nhà em về chỉ có những bộ không có bóc thôi, tức là bộ không có hộp. Tuy nhiên là hôm nay thì nhà em đã về shop được một cái bộ gọi là full box các bạn. Cái full box thì nó thể hiện nó việc gì? Full box ấy thì nó thể hiện về cái độ mới, tức là cái độ giữ gìn bảo quản của người ta rất là kỹ, bởi vì những bộ mà đã qua sử dụng mà hầu hết là người ta sẽ không có giữ hộp, người ta giữ đầy đủ phụ kiện, thì càng đầy đủ thì độ mới càng cao và được mức giá cũng khá là cao so với lại mặt bằng chung. Đó là vì sao mọi người đều yêu thích tìm kiếm những bộ full box sưu tầm như thế. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu các bác một bộ JVC HR11 nữa. Đây là bộ sản phẩm full box các bác nhá, full box và cực kỳ đẹp cho các bác, đầy đủ phụ kiện gần như là đẹp xuất sắc luôn cho các bác. Và không để các bác chờ lâu hơn nữa thì ngay bây giờ em sẽ unbox cho các bác bộ dàn này và xin báo giá cho các bác là bộ dàn này có mức giá là 26 triệu các bác nhá. 26 triệu em sẽ hỗ trợ bao ship toàn quốc cho các bác, và bộ dàn này vô cùng hiếm cho các bác. Bạn nào muốn sưu tầm thì không nên bỏ qua bộ này. Ok, ở đây sẽ là đập hộp cho các bác luôn. Đầu tiên chúng ta sẽ có cái cặp loa trước. Đây là cái cặp loa bằng gỗ, cũng là dòng loa cao cấp nhất của loa bằng gỗ JVC HR11 các bác nhá, HR11 với đầy đủ xốp sách. Đây là phần mặt trên của loa. Đó, các bác nhìn thấy không ạ? Cặp loa mà người ta giữ gìn đến mức độ là cả cái ni lông ở bên trong vẫn còn luôn. Điều đó cho thấy là gì? Đây là một cặp loa gọi là có hình thức xuất sắc các bác nhá, gần như mới đấy ạ. Đầy đủ hết cho chúng ta, họ còn giữ gìn cả ni lông luôn, cả những cái phần bọc này. Điều đó cho thấy là người chủ bên Nhật ấy, ông chủ người Nhật họ rất là giữ gìn và bảo quản sản phẩm này. Loa bằng gỗ thì trước bây giờ vẫn là một dòng loa nổi tiếng trong dàn loa mini, cho phép chúng ta cái độ âm thanh nó cực kỳ chi tiết, sắc nét và có độ trung thực cao các bác nhá. Với những con loa toàn giải, củ loa toàn giải với khả năng cho âm thanh cực kỳ là chính xác. Đấy, các bác nhìn thấy không ạ? Rất đẹp luôn, long lanh các bác nhá. Tiếp đến chúng ta sẽ lập hộp tiếp cái âm ly của nó. Âm ly thì sẽ có cũng đầy đủ full box luôn, còn đầy đủ xốp sách cho các bác. Đây, sẽ khui luôn cho các bác. Đó, các bác nhìn thấy không ạ? Rất là xịn sò các bác nhá. Còn có cả phụ kiện là còn nguyên, bình thường em về là không có phụ kiện này đâu. Vẫn còn nguyên sách hướng dẫn này, còn nguyên anten nghe đài, FM, thậm chí cả tem luôn các bác nhá. Tem mác đầy đủ này. Ở đây sẽ có cho chúng ta là một chiếc khiển zin này, một cặp loa zin đấy, JVC HR11 đâm ra là đây. Nguyên ni lông bọc, gần như là bộ này em có thể gọi nó đẹp tới 99% các bác nhá. 99% không có điểm gì để mà chê cả với JVC HR11. Thì đối với bản cao cấp nhất thì sẽ dập ở trên cái phần thân máy một cái ký tự là Premium. Đây là bản cao cấp nhất của thương hiệu JVC, loa bằng gỗ với phần hai bên được ốp gỗ cực kỳ tỉ mỉ như thế này các bác nhá. Và toàn bộ là dạng phay xước, dạng xước nhôm, phay nhôm như này, cho phép các bác hoàn toàn có thể được có một cái thiết kế cực kỳ đẹp. Ok, và bây giờ em sẽ lắp lên và kết nối lên cũng như review cho các bác chi tiết hơn về bộ dàn JVC HR11 này các bác nhá. Bye. Vâng, và sau khi mà em đã kết nối cái loa Victor JVC HR11 lên các bác nhá, thì em sẽ giới thiệu cho các bác về cái bộ loa này. Đầu tiên này các bác có thể thấy là cái JVC HR11 thì nó vẫn giống như các bác phiên bản trước thôi. Về những cái tính năng thì cơ bản nó sẽ giống nhau, sẽ đều có cho chúng ta khay CD để các bác chơi đĩa CD. Có một điểm đặc biệt là đối với JVC HR11 thì tất cả các đĩa chép hay đĩa gốc các bác nó cho vào đọc rất là nhanh, rất là mượt mà, và mắt con này rất là khỏe các bác, đọc rất là tốt. Tiếp theo thì hãng vẫn trang bị một công nghệ K2 độc quyền. Công nghệ này rất là hay này. Các bác bật cái công nghệ lên, chúng ta on nó lên thì tất cả những cái phần âm thanh của CD nó sẽ đưa những cái tiếng nhạc cụ đó về cái vị trí âm thanh gốc. Tức là nó sẽ sử dụng công nghệ giải mã K2 này để giải mã tín hiệu trong đĩa CD này, đưa những cái âm thanh gốc là nó về giống âm thanh gốc nhất, là sử dụng tiếng guitar, tiếng đàn tranh, tiếng đàn bầu, tiếng giọng hát, vân vân. Do đó là gì? Khi công nghệ K2 là công nghệ rất là hay và chỉ có độc quyền trên những hãng thương hiệu như JVC và Victor thôi. Đặc biệt là gì? Trên phần màn hình này vẫn trang bị một cái đĩa CD, một cái khay màn hình để các bạn có thể nhìn thấy được những cái thông số bài hát, số dây rồi track vân vân các bạn nhá. Ở bên dưới chúng ta sẽ có cổng USB. USB của nó thì vẫn như các dòng trước sẽ hỗ trợ cho các bác chơi nhạc WAV, MP3. Tuy nhiên là sẽ không thể chơi nhạc DHD hay nhạc flac các bác nhá. Những thông số, những đuôi nhạc cơ bản. Đặc biệt là gì? Ở đây sẽ có những cái nút như là nút stop này, play này. Ở bên cạnh đây chúng ta sẽ có cổng headphone này, các bác có thể, nếu các bác những bác nào mà có nhu cầu đặt bộ này ở bàn làm việc thì các bác có thể chơi thêm cổng tai phone này để chúng ta có thể trải nghiệm âm thanh tốt hơn mà không làm ảnh hưởng tới người khác. Ở bên cạnh đây chúng ta sẽ có những nút xuộc đầu vào. Ở đây chọn xuộc USB này, đi cổng quang in này, line in này, vân vân này, FM, AM đó, và CD. Nút retune để các bác có thể back ra những cái tín hiệu ra. Rất đơn giản thôi. Chúng ta sẽ có nút mode enter, đây chính là cái nút mà chúng ta chọn là trong phần cài đặt next bài, cũng như là bấm enter chọn vào bên trong, rồi khay ra đĩa. Ở bên trên này sẽ có một cái nút volume lớn như này. Volume là cái nút volume này rất quan trọng các bạn nhá. Ngoài cho volume ra thì nó còn có giá trị bày biện, do đó là gì? Khi vận chuyển thì chúng ta nên ưu tiên bảo vệ cái phần volume này, bởi vì cái giá trị của bộ dàn chỉ cần nó móp thôi là tất cả giá trị bộ dàn sẽ gần như là giảm rất là nhiều các bạn. Đối với những người chơi loa bằng gỗ, thì đối với dòng HR11 thì tất nhiên rồi, những công nghệ cao cấp nhất, những linh kiện tốt nhất sẽ được trang bị cho dòng HR11 này. Ngoài trong những linh kiện trong này ra thì đó là hãng người ta nói linh kiện tốt nhất của hãng được trang bị cho HR11. Mặc dù tính năng vẫn giống nhau nhưng linh kiện sẽ là khác nhau các bạn nhé. Linh kiện sẽ khác nhau. Ở đây thì HR11 sẽ có trang bị cho chúng ta một cái dòng loa vẫn như thế, vẫn là loa Coaxial, có loa toàn giải với những vành loa khoảng 10 đến 12 cm. Cái này thì em chưa đo chính xác nhưng em ước chừng nó khoảng 12 cm. Với công suất loa là 50W và trở kháng là 4 ohm. Và chúng ta sẽ có là gì? Có một cái màng loa có trang bị 4 cái cánh dị hướng. Và những cái cánh dị hướng này cũng khác biệt hoàn toàn so với những cánh dị hướng của đời trước. Và nó tinh xảo hơn, mà nó chỉ đặc biệt là nó làm cầu kỳ hơn rất là nhiều. Và hình thức cực kỳ nhìn rất là đẹp các bạn nhá. Do đó là gì? Những cái loa dị hướng này ấy, thì nó sẽ có cái tác dụng là cho điểm đặt âm thanh khi mà đánh ra như này, đánh ra tỏa xung quanh như này, thì cái điểm đặt âm thanh nó sẽ rất đều, rất tròn, cái điểm đầu đồng tròn, các vòng tròn đồng tâm khi tỏa âm thanh ra thì rất đều và điểm đặt âm thanh cực kỳ chính xác, cho âm thanh cực kỳ là chi tiết. Đó là về phần phía trước của âm ly. Bây giờ em sẽ quay cho các bác xem phía sau của âm ly để các bác có thể hình dung rõ hơn về cái những cái kết nối của nó, để các bác có thể hình dung rõ hơn. Bộ dàn này thì vẫn trang bị cho chúng ta cực kỳ là nhiều kết nối hay, như các bác có thể hình dung là gì? Ở đây thì nó sẽ có về loa các nhá. Loa thì ở phía sau của loa sẽ có cái thông số như sau này các bác, chờ em lấy nét. Đây sẽ có thông số là 50W, trở kháng là 4 ohm và có cái mã số series là 6220T. Và đặc biệt là đối với dòng loa Nhật thì số series sẽ là thường là trùng nhau các bác nhá. Ở đây trang bị một cái lỗ thông hơi ở phía sau được vẫn giữ chúng ta cái mút để cho chúng chống tiêu âm và chống ù dồn, và có một cái cọc bắp chuối như này để các bác có thể xoáy ra. Các bác xoáy ra cũng được mà các bác cắm trực tiếp bắp chuối cũng được. Đây là cái điểm hay của những dòng JVC và Victor. Ở đây các bác nhá, đây em sẽ quay lại gần cho các bác nhìn rõ hơn này. Đây. Các bác sẽ có là gì? Con này được sản xuất năm 2017 này. Em nói thật, 2017 là cái date cực kỳ là mới, là gần như là đối với dòng loa mà đã sử dụng như này là cực kỳ mới và vẫn giữ được cái hình thức nó vô cùng đẹp các bác nhá, vô cùng đẹp luôn. Đặc biệt là gì? Tiêu biểu là chúng ta nhìn qua những con ốc này, tất cả ốc, và em cam kết cho các bác hàng này là hàng nguyên zin các bác, nguyên zin nguyên đai nguyên kiện, Và tất cả con ốc này nó còn chưa bị oxy hóa, nó còn vàng nguyên, vàng chanh, thậm chí là em còn chưa vệ sinh qua. Nếu mà em lau qua một chút thì nó có thể sáng bóng luôn đấy ạ. Ở đây chúng sẽ có cái công suất tiêu thụ điện là 45W này, điện là 100V. Và ở đây sẽ có hai cổng chúng ta chơi. Một là cổng Optical để các bác kết nối Smart TV, hai là cổng Coaxial. Cổng này các bác có thể dùng thêm cục U Green 40855 để các bác thu Bluetooth 5.0 thì cực kỳ hay luôn. Ở bên cạnh này chúng ta sẽ có là gì? Có hai cái đường, một và hai, đây chính là đường hai đường line-in. Đấy, line-in để các bác có thể cắm các thiết bị bên ngoài vào, các bác cắm điện thoại, các bác cắm bất kể một thiết bị nào vào cũng được. Và ở đây là đường line out để chúng ta là đầu giải mã, rất là hay các bác nhá. Những bộ dàn nhỏ như thế này ấy, ngoài các bác chơi âm thanh ra, các bác có thể sử dụng nó như một cái đầu giải mã đó. Ở bên cạnh đây sẽ làm cổng loa súp, đây là cổng súp điện các bác nhá. Cổng súp điện này cho phép các bác gắn thêm loa súp, nếu mà cái giải trần nó chưa đủ chúng ta có thể gắn thêm loa súp, còn nếu mà không thì các bác có thể nghe để nghe như thế. Và ở đây sẽ có hai cầu loa để các bác có thể nối bắp chuối hoặc bắp xoáy cũng được, rất là hay. Ở trên những dàn bộ loa bằng gỗ thì họ thiết kế rất là nó khá là nhỏ gọn, nhưng mà cái mục đích sử dụng nó cực kỳ tiện lợi, hầu hết tất cả mọi chức năng đều dùng hết. Và FM, con này FM sẽ là 90 MHz các bác nhé, các bác khoảng tầm 4-5 kênh ở Việt Nam đó. Toàn bộ phần thân lưng các bác nhé, đối với âm ly thì sẽ được ốp hai tấm gỗ ở hai bên như thế này. Tại sao được như vậy? Bởi vì những tấm gỗ này ngoài cái việc là nó hỗ trợ tản nhiệt ra cũng một phần, ngoài đặc biệt hơn nó sẽ là gì? Nó sẽ làm cho chúng ta giữ được cái sự cố định của âm ly và chống rung cho âm ly. Do đó là khi phần điện nó chạy qua và mạch nó rung động thì nó sẽ gần như giảm được cái sự rung động đến mức tối thiểu. Ở trên này sẽ có một đế tản nhiệt lớn để các bác có thể nó thoát nhiệt cho cái phần âm ly này. Và đối với lại công nghệ của cái con HR11 thì vẫn trang bị công nghệ diode các bác, công nghệ diode độc quyền của HR11 đó. Đó là tất cả những gì về cái bộ JVC HR11. Và em xin nhắc lại mức giá của bộ dàn full box này, cái mức giá là 26 triệu, hỗ trợ bao ship toàn quốc các bác nhá. Và ok, ngay bây giờ thì em sẽ kết nối lại cho các bác cái bộ dàn này và test nhạc cho các bác, cũng như là gửi tới các bác những cái bản nhạc test hay nhất của tần suất này em, để các bác có thể cảm nhận được cái chất âm đến từ bộ dàn siêu hiếm. Em nói thật là siêu hiếm bởi vì là không có nhiều, rất là nhiều người mong muốn sử dụng ngoài nghe, ngoài chơi, thì đây là một bộ dàn đáng để các bác sưu tầm với HR11 bản Premium, bản cao nhất của JVC HR các bác nhá. Ok, và ngay bây giờ sẽ mời các bác cùng lắng nghe cái chất âm của bộ dàn này và em sẽ test cho các bác ngay bây giờ.